Trước khi bắt đầu video thì đây là một số bình luận sớm nhất của video trước. Các bạn nhớ ấn nút đăng ký và like cho mình nhé. Ai đã làm rồi thì hãy bình luận phía dưới cho mình biết. Còn bây giờ thì mình là Lion đây. Chào các bạn đã trở lại với kênh của mình. Ở video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn 5 món đồ nên lấy ở Sea 1. Đây có lẽ là thứ quan trọng nhất đối với cuộc đời của một hải tặc, đó chính là Haki vũ trang và chiêu tốc biến. Bạn có thể dùng Haki vũ trang để đánh người xài trái hệ Logia, hoặc ít nhất là dùng tốc biến để chạy thiệt lẹ. Ở đây có 3 thứ bạn có thể mua, giá cũng khá rẻ chứ không mắc lắm. Nên mình khuyên các bạn mua hết cả 3 luôn nha. Giá tổng 3 cái này chỉ có 135.000 thôi. Còn bạn nào lười kẻ quá thì nhắn tin cho Facebook mình ở dưới phần mô tả. Mình có nhận kẻ thuê Macle Vlog Food giá cực rẻ, chỉ từ 50.000. Cái thứ hai bạn nên lấy là mấy cái melee ở C1. Các bạn có thể dùng cái bung mình chỉ ở video trước để mua không cần mất belly. Ở C1 thì các bạn có thể mua Kazate, người cá, Electric hoặc Duck Tech đều được. Nhưng mình khuyên các bạn nên cày Electric hơn tại vì nó combo dễ. Nói chung thì có công ngoài sắt có ngày mỏi tay mà các bạn. Nên là bạn nào muốn thì nhắn tin cho Facebook mình sẽ cày dùm cho các bạn với giá siêu rẻ. Đây là chỗ học Electric nè, ông này núp đâu trong hang trong hóc không hà. Nhìn chung thì mình thích Electric hơn tại vì nhìn nó ngầu hơn, nhìn rất là siêu nhân điện quang và múa quạt cũng khá nhanh nữa, theo mình thấy là vậy. Còn đây là chỗ học Duck Tech, mấy ông này chủ yếu núp lùng núp bụi thôi, cũng chả hiểu tại sao nữa. Cái thứ ba chính là cây kiếm của săn tóc đỏ. Các bạn chỉ cần đánh xong là 100% là nhận được, mà mình đã có rồi nên không nhận thêm được nữa, tiếc ghê. Tới hai cái cuối thì đều ở đảo trên trời nha các bạn, đó chính là Haki quan sát của vua hải tặc chém gió Usopp. Cái lon ma mới lại gần mà mình dính Haki bá vương bay lên trời luôn rồi. Mua Haki quan sát vẫn xài bung được nha các bạn. Món cuối cùng thì kế bên nha các bạn, cây gậy thọt của Enel, khi mà lên V2 thì cũng rất là ngầu. Lỡ lấy cái Electric chưa có cày nên phải đánh bằng cây Yama. Combo thì dính mà được có tí máu, xong rồi còn tính farm điểm súng nữa, mệt ghê. Video đến đây cũng dài rồi, hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai nha. Đừng quên đăng ký và like video cho mình.